Khabib Nurmagomedov nói về chuyện trở lại UFC, thừa nhận không có đối thủ. Sau hàng loạt đồn đoán về việc sắp trở lại lồng bát giác UFC, nhà vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov đã lên tiếng. Tại UFC 254 vừa qua, Khabib Nurmagomedov đã có chiến thắng thuyết phục trước Justin Gaethje để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch hạng nhẹ lightweight. Ngay sau chiến thắng đó, nhà vô địch người Nga đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Điều đó khiến hầu hết người hâm mộ cùng các chuyên gia ngỡ ngàng lẫn tiếc nuối. Thời gian gần đây, đã có không ít đồn đoán về việc nhà vô địch người Nga có thể sớm trở lại lồng bát giác. Ngay cả chủ tịch UFC Dana White cũng tin vào điều đó khi tuyên bố rằng giờ SG cần thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình khi cân nhắc chiến đấu trở lại. Tuy nhiên có vẻ đó không phải là điều mà Khabib Nurmagomedov thực sự nghĩ đến ở thời điểm này, bất chấp anh vừa tham gia buổi xét nghiệm chất cấm của USADA. Bạn có thể chiến đấu cho đến khi 40 tuổi, nhưng cần phải có mục tiêu, RT Sport dẫn lời của Khabib Nurmagomedov. Tôi không có mục tiêu để đua tranh. Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp, tôi muốn xây dựng luận án của mình, làm một khóa học thạc sĩ, dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Nhà vô địch người Nga dường như có vẻ thích với một cuộc sống điển viên sau nhiều năm chiến đấu trong lồng bát giác. Tôi đã mua cừu, hướng đến trang trại của mình, tôi muốn phát triển lĩnh vực này một chút. Tôi có những con bò đực để cho ăn, tôi có những con bò. Là một võ sĩ danh tiếng, nhưng ít người biết Khabib Nurmagomedov cũng tham gia kinh doanh khi là cổ đông quan trọng của một nhà mạng di động ảo vừa chính thức ra mắt. Cũng trong cuộc trò chuyện này, Khabib phủ nhận việc sẽ tham gia đời sống chính trị trong tương lai. Tôi muốn tham gia vào một nơi mà tôi có thể mang lại lợi ích cho mọi người. Tuy nhiên không cần phải là một chính trị gia. Hiện tại tôi có thể mang lại nhiều lợi ích cho người khác mà chẳng cần phải trở thành một chính trị gia. Với tôi như vậy là đủ. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Khabib Nurmagomedov phân vân về quyết định giải nghệ. Nhà vô địch hạng nhẹ UFC cho biết quyết định dừng lại của anh là điều đã được cân nhắc dù không được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đang ở giữa đỉnh cao phong độ, càn quét mọi đối thủ cùng hạng cân với thành tích hoàn hảo 29 chiến thắng và chưa từng thua, việc Khabib bất ngờ tuyên bố dừng thi đấu ở UFC 254 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Lần đầu lên tiếng về vấn đề này, Khabib cho biết ngoài việc thực sự giữ lời hứa với mẹ mình, anh cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề giải nghệ. Khabib nói, trận đấu này không giống bất cứ trận đấu nào khác, tôi nhận đề nghị ngay sau khi tất cả mọi việc xảy ra. Khabib tâm sự với RT Sport, tôi đã quyết định rằng phải đồng ý hoặc từ chối. Không ai biết điều đó cả, hoặc là giải nghệ, hoặc là trở lại thi đấu và giải nghệ. Giờ đây tôi có thể nói với những người thân của mình, những người không hài lòng khi tôi dừng lại như thể rằng, dù tôi có đấu 10 lần nữa, đó vẫn là quyết định tôi phải đối mặt. Đáng lẽ Khabib đã giải nghệ sớm hơn nếu quá trình thi đấu của anh đạt được con số 30 trong năm 2020. Bắt đầu tập võ từ năm 6 tuổi và thi đấu từ năm 12 tuổi, Khabib đã có một thời gian thi đấu nhiều hơn bất kể võ sĩ chuyên nghiệp nào ở tuổi 30. Bên cạnh yếu tố gia đình, bản thân, việc giải nghệ cũng là quyết định không dễ dàng với nhà vô địch UFC. Quyết định đó sẽ đến lúc tôi 32, 34 hay là 35 tuổi. Đó là một quyết định khó khăn vì tôi đã thi đấu gần như cả cuộc đời rồi. Tôi đã gắn bó với thảm đấu ngay từ khi tôi có thể ghi nhớ bất cứ điều gì. Thật khó để dừng lại và làm một công việc khác. Mọi người không thể hiểu được đâu, nhưng rồi chúng ta có thể làm gì được chứ? Tay đấm người Dagestan tâm sự. Hiện tại chủ tịch Dana White cho biết đã nói chuyện với Khabib về việc giải nghệ. UFC cũng sẽ giữ nguyên đai vô địch hạng nhẹ của anh mà không tổ chức trận tranh đai tạm thời nào cả. Về phần còn lại của hạng cân nhẹ, mọi đối thủ có đủ sức thuyết phục với Khabib có thể là động lực thi đấu của võ sĩ này. Ví dụ như người thắng trong cặp đấu giữa Conor McGregor và Dustin Poirier 2 đang được lên lịch cho UFC 257 tháng 1 năm sau. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Khabib Nurmagomedov sẽ trở lại. Conor và Poirier 2 không diễn ra. Chủ tịch UFC Dana White một lần nữa nhấn mạnh về tương lai của các trận đấu ở hạng nhẹ, bao gồm cả Khabib, Conor McGregor và Dustin Poirier.
Cuối tuần qua, Chủ tịch UFC Dana White đã tiết lộ trận tài đấu giữa Conor McGregor và Dustin Poirier sẽ được nhắm tới cho sự kiện UFC 257 vào ngày 23 tháng 1 năm 2021. Với việc Khabib tuyên bố ngừng thi đấu tại UFC 254, không khỏi có những thắc mắc xung quanh việc liệu Dana White sẽ tạo ra một danh hiệu tạm thời như những lần trước đó hay không. Không, Khabib sẽ tiếp tục thi đấu. Đó là lời khẳng định của Dana White trước những thắc mắc. Tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục. Trận đấu giữa Conor và Poirier sẽ không phải là trận tranh đai. Bên cạnh việc duy trì hạng nhẹ, Dana White cũng một vài lần nhắc lại việc thuyết phục Khabib trở lại võ đài để hoàn thành con số 30 trận thắng liên tiếp. Mới đây, Khabib đã chia sẻ hình ảnh thực hiện quá trình kiểm tra chất cấm, dấu hiệu cho thấy anh chưa thực sự rời UFC. Tôi đã nói là tôi tin Khabib sẽ thực hiện mục tiêu 30 trận rồi chứ nhỉ? Nếu cậu ấy vẫn tiếp tục quy trình kiểm tra, vậy thì tại sao cậu ấy lại không muốn đấu nữa chứ? White phân tích. Cậu ấy vẫn chưa dứt khoát, nhưng tôi tin Khabib sẽ đấu tiếp. Tuy nhiên tôi cũng không thúc ép gì cả. Chúng tôi từng nói qua về việc này, hãy để Khabib có thêm thời gian nghỉ ngơi với gia đình, không cần vội vàng làm gì. Hiện tại trận đấu giữa Conor McGregor và Dustin Poirier 2 vẫn chưa thực sự hoàn tất, khi bản hợp đồng vẫn còn đang chờ chữ ký từ phía Conor. Tuy nhiên Dana White kỳ vọng trận đấu sẽ diễn ra đúng thời hạn 23 tháng 1 tại Fight Island của UFC tại thành phố Abu Dhabi của UAE. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Ronaldo, McGregor lên tiếng sau quyết định giải nghệ của Khabib. Cristiano Ronaldo, Conor McGregor và các ngôi sao của làng quyền Anh đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến Khabib Nurmagomedov sau quyết định giải nghệ ở UFC 254. Chuỗi bất bại của Khabib Nurmagomedov được nâng lên con số 29 sau chiến thắng thuyết phục trước Justin Gaethje ở UFC 254 mới đây. Sau động thái đập tay đầu hàng của Gaethje, có lẽ không ít người hâm mộ đã nghĩ đến viễn cảnh Khabib tái đấu Conor McGregor hoặc trận thư hùng kinh điển với huyền thoại Georges Saint-Pierre ở trận đấu thứ 30 trong sự nghiệp. Tuy vậy, bất ngờ đã xảy ra khi Khabib tuyên bố giải nghệ. Việc thượng đài vì vắng bóng người cha quá cố, Abdulmanap, là quá đỗi khó khăn với đại bảng Nga. Anh nói, đây là trận đấu cuối cùng của tôi. Tôi không thể thi đấu nếu vắng bóng cha mình. Khi UFC gọi cho tôi về trận đấu với Justin, tôi đã nói chuyện với mẹ trong 3 ngày. Bà ấy không muốn tôi bước lên sàn đấu mà không có cha mình. Tôi đã hứa với bà ấy rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi. Một khi đã hứa, tôi sẽ làm y như vậy, Khabib phát biểu sau trận đấu. Sau quyết định từ Khabib, hàng loạt ngôi sao của làng thể thao đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa đến nhà vô địch vĩ đại của UFC. Chúc mừng người anh em, cha của cậu sẽ rất tự hào, Cristiano Ronaldo, người bạn thân thiết của Khabib, chia sẻ trên Instagram. Chúc anh mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, một huyền thoại, Daniel Sturridge, cựu ngôi sao Liverpool, nhắn nhủ đến võ sĩ người Nga. John Jones, cựu vương light heavyweight của UFC, bày tỏ, tôi muốn chúc mừng Khabib vì một sự nghiệp quá đỗi xuất sắc. Tôi tin chắc rằng hôm nay, cậu ấy đã khiến cho cha mình với hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng tự hào. Xin Chúa tiếp tục phù hộ cho anh ấy trên hành trình của mình. Màn thể hiện ấn tượng, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Một lần nữa xin gửi lời thành kính và chia buồn với sự ra đi của cha cậu. Thân gửi đến gia đình cậu, trân trọng, McGregor. Võ sĩ Ireland gạt bỏ hận thù và gửi lời động viên Khabib. Trong quá khứ, người hâm mộ từng nhiều lần chứng kiến các võ sĩ UFC tái đấu sau khi tuyên bố giải nghệ. Tuy vậy, với tính cách trước sau như một của Khabib, khả năng đại bảng Nga một lần nữa trở lại lồng bắt giác là rất thấp. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.